Hello mọi người, chào mọi người buổi sáng cuối tuần thứ bảy, sức khỏe nhiều may mắn. Mọi người ơi, sáng hôm nay hai mẹ con mình đi ăn phở Kinh, Đây sao cũng khổ luôn hả? nổi tiếng Đà Lạt, đường Lý Tự Trọng ở phường 5 Đà Lạt nha. Thì bây giờ hai Dạ. mẹ con mình bắt đầu xuất hành đi ăn phở, mình đến đó mình review cái quán phở đó cho anh chị các bạn biết nha. Thì anh chị các bạn có đi du lịch thì về được có ghé đó, có đi Đà Lạt thì mình ghé mình ăn thử. Phở Kinh này hồi xưa Như thích lắm chị các bạn, cũng mấy chục năm rồi đó. Thì Như ăn cách đây 7-8 năm rồi, giờ quay lại. À, giờ tới anh chị các bạn, đây có tới quán Phở Kinh rồi. Chứ, đúng rồi, nãy giờ làm nhảy đi nói quên. 14 Trần Bình Trọng, phường 5 Đà Lạt. Đây, Phở Kinh anh chị các bạn ha. Mình lên Đà Lạt hay mình đi du lịch thì mình ghé vô đây nha. Anh chị các bạn hỏi Phở Kinh thì ai cũng biết hết nha. Phở Kinh Đà Lạt thì đường Trần Bình Trọng ai cũng biết. Đây là cái tô tái nhỏ của Nhi nè, của mình nè. Phở vẫn ngọt, vẫn ngon như ngày nào. Cô chủ nhỏ vẫn đứng như ngày nào. Ngọt lắm. Còn đây là tái nạm của bắp. Đây là một tô này đang tới. Rồi, cảm ơn chị. Rồi bây giờ Mất mời luôn mọi vậy. người thưởng thức phở Kinh cùng với Nhi ha. Bắp hôm nay không vô sóng anh chị các bạn. Vô phở thơm đó, cái tô là muốn ăn tô phở liền à.
không à? Sạch đẹp lắm. Cho mình lên video xíu nè mẹ. Cả nhà ăn xong rồi, cả nhà sáng nay thì hai mẹ con ăn sáng xong rồi. Cảm ơn. Kiếm quán cà phê uống. Kiếm quán cà phê. Đi chuột đi. Ngon, vẫn nước vẫn ngon như ngày nào. Nước vẫn ngon như ngày nào. Hồi nãy các bạn, bây giờ hai mẹ con mình đi tới điểm khu Dinh Dinh Bảo Đại, chỗ mà vua ở hồi xưa anh chị các bạn. Đang quẹo vô, mình đang ở trên Dinh 2 nhưng mà mình quẹo vô cái hẻm gọi là cái quán cà phê. Thì cái quán cà phê đang cái view rất là đẹp anh chị các bạn. Đây đây là quán cà phê ha. Đó. Trên này có cà phê, cảnh đẹp và có cái bàn pizza nữa anh chị các bạn. Thì cái quán này là đường vào Dinh 2, mình quẹo lên Dinh hết cái cua là mình thấy ha. Dinh Bảo Đại, chỗ vua chúa ở. Chị ơi, nhà mình đi cà phê bên này. Ờ. Dạ, mình cho xe gieo xuống bên này giúp em được chị? Cái quán này là quán của quán khác. Đậu đây. Gieo xuống cái này giúp em. Xét cái này là. Ý là bên đó của người ta đúng không? Ok, không sao. Rồi, đây anh chị các bạn, view trên này cao rất là đẹp nha. Mình có bàn pizza nữa. Thì hôm bữa mình ghé chọn nữa. Hả? 2 ly bạc xỉu. Con uống này hả? Bạc xỉu đá em, 2 bạc xỉu đá. Vậy mình là tính tiền luôn đúng không bác? Ok. Đây bắp ra quay cái cảnh. Quay view cảnh cho mẹ. Hả? 187 hả?
Bên nó nói đi xuống dưới là có thảm hoa mấy lá vậy, bây giờ mình đi mình quay hết cho anh chị các bạn xem nha. Ô cái cảnh dưới buổi tối đẹp kìa, cảnh dưới buổi tối là có đèn kìa anh chị các bạn, mình ngồi đó ăn đồ nướng, có lò nướng luôn nè, có lò nướng luôn nè, mình quay gần cho các bạn xem này, đó cái lò nướng nè. Rồi cái view trái tim nè, rồi hoa xung quanh bàn tròn, thì cái đó mình phải đi buổi tối nó mới đẹp nha. Ồ cái view ở dưới đẹp quá trời luôn kìa. Rồi mình đi xuống đó mình quay cận cảnh luôn nha, mình quay cận cảnh cho các bạn xem. Đã không anh chị các bạn thấy Đà Lạt khung cảnh đã đời. Đây còn mình đang ngồi trên cái sảnh, thì cái sảnh nó có bàn này chị các bạn, bàn ghế. Ở Đà Lạt nó khác với cảnh người ta rồi. Bây giờ mình đi xuống nha, mình xuống mình quay dưới. Đây là bàn pizza nè, hai cái bàn pizza. Ok, mình né người ta ra. Mình đi nha bạn, chờ cái bàn cái đá. Bây giờ mình đi buổi trưa thì hơi nắng, nhưng mà anh chị các bạn đi buổi chiều á, các bạn đi buổi chiều thì quay sẽ cái view ở dưới sẽ đẹp anh chị các bạn, đẹp không bị nắng. Còn bây giờ mình đi buổi trưa nắng quá. Đây mình xuống dưới, hình như tầng này là tầng chưa có cuối cùng đâu anh chị các bạn. Rồi bàn ghế người ta chất ở dưới nè. Đây tầng dưới thì nó cũng có cái đường dưới đi lên nè, đó cái đường dưới đi lên, hoặc xe máy chạy thẳng xuống luôn. Cái này mình phải ngồi buổi tối anh chị các bạn. Ở đây nó có phòng luôn nè, phòng này mình không biết phòng nghỉ hay là phòng để ăn. Phòng để nghỉ luôn anh chị các bạn ơi, ở đây có phòng nghỉ luôn, dưới này có phòng nghỉ trưa luôn nha, nghỉ ngơi. Rồi lúc đầu mình tiếp tục đi xuống đây. Mình đứng đây được rồi ha. Thì đây là cái sảnh để mà mình ăn, dụ như mình tổ chức đồ, mình gọi đồ xuống đây ăn, hoặc mình mang đồ theo để mà tổ chức nướng rồi uống nước uống non, thì người ta sẽ tính cái phí dịch vụ gì các bạn. Đẹp ghê không, trời quá đẹp ha, quá tuyệt vời chị các bạn. Nghỉ ngơi ở đây thì nó quá là đẹp và yên tĩnh luôn. Như thích nhất là cái bàn ở ngoài kìa, đó bàn nướng ở ngoài đó mình ăn buổi chiều á, đồ nướng với bạn bè hay là với gia đình á thì rất ok luôn. Gì các bạn nè, đây ở đây Đà Lạt người ta trang trí toàn là bàn ghế gỗ. Cái này mình có hai đường đi luôn á, đi nó đi thông luôn, hai lối thông để đi luôn. Rồi tiếp tục xuống cầu thang nữa, giờ mình xuống nhiều chút mình lên cũng đuối luôn á mọi người, quá trời. Đây cảnh đẹp kia chưa anh chị các bạn, quá trời đẹp luôn. Đây, buổi tối mà Nhi nó ngồi đây là trên cả tuyệt vời. Cái sảnh đó là cái sảnh nướng này là cái sảnh cuối cùng đây anh chị các bạn. Đó mình đi cận cảnh đây, mình bước xuống cầu thang, cái thang gỗ. Chưa, còn đây nữa, còn xuống đây nữa, rồi đây là cuối cùng rồi chị các bạn. Nó có cái xoài kìa, mình xuống mình hái trái xoài đi. Đây ở dưới anh chị các bạn thấy người ta đầu tư cái vàng dưới không, sắt để chống đỡ. Mình xuống mình hái được trái xoài, mình đi lên là buổi quay hôm nay mình lời anh chị các bạn, mình lời được trái xoài. Đây. Trời đẹp không, mình hái một trái thôi, hai trái thôi. Trời nhiều luôn, mũ quá trời anh chị các bạn. Mình hái thêm trái để ăn thử ha.
Đi lên là đuối đó nha. Đó. Ngược lên. Mình xuống dưới mình quay. Xác. Bếp củi. Có mấy cái cắm trại. Mình như đi ngược lên lại nè. Ngược lên lại cầu thang mọi người. Đi ngược lên lại. Ngược lên. Bây giờ mình đi ngược lên lại. Bạc xỉu hả? Ly này có mẹ à, có con. À ok, trời ơi bạc xỉu gì mình làm cái ly ý như là sữa tươi vậy anh chị các bạn. Hai bạc xỉu. Giờ là mình uống cà phê. Anh chị các bạn. À mình uống cà phê mình ngồi ngoài cái kia. Mình tự quay cho nên là cái kia nó. Thì cái video sáng hôm nay như gửi đến chị, anh chị, cô chú và các bạn thật nhiều sức khỏe và nhiều may mắn nha. Nếu mà chị các bạn có đi Đà Lạt, có muốn tham quan chụp cảnh đẹp ngồi mát mẻ đến cái view này.